khi đến với Việt Nam International Fashion Festival, nhìn thấy những festival thì các bạn chúng ta cảm nhận cái điều gì và mong đợi điều gì ở trong buổi lễ hội ngày hôm nay? Dạ, tụi em muốn được học hỏi và được xem cái thời trang thiết kế của những nhà thiết kế. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Các bạn chúng ta sẽ cùng nhìn vào camera và cùng nói I love VIFF cùng nhau được không nào? 3, 2, 1 I love VIFF. Vâng ạ, cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh cho em, chụp tấm luôn. Cho em chụp tấm. Rồi. Rồi, đang chân dung nha. Rồi, Nguyên ngồi nha, Nguyên ngồi nha. Xin cảm ơn chị Đinh Hương rất nhiều ạ. Và ngay lúc này trên thảm đỏ chúng ta đi. Cái mất em ơi, 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 cái mất em ơi
nhiều